Vâng, chào tất cả các bác. Thì đây là hai con súp đến từ Mỹ của hãng Bow Audio và Infinity. Thì hai sản phẩm này đều là phục vụ nghe nhạc, chuyên nghe nhạc. Nó sử dụng bass 25. Nếu những sản phẩm mà chuyên nghe nhạc thì đặc biệt của nó là tiếng bass nó ra phải chuẩn, hi-fi và rất là hay. Và có thể phục vụ các bác karaoke gia đình ở phòng 30 mét vuông cho lại nha các bác, 30 mét vuông các bác sử dụng những con súp này tuyệt vời, vừa nghe nhạc tuyệt vời vừa hát karaoke tốt. Con Bow Audio sở hữu là thùng van gỗ lạng mèo cam rất là đẹp sang trọng, đều là bass đánh trước hết nha các bác, bass đánh trước hết, bass 25. Con Bow Audio giá là 7 triệu và con Infinity giá là 8 triệu. Tất cả là hàng tuyển kỹ lưỡng cho các bác nào yêu thích một trong những con súp này thì liên hệ cho em. Con Infinity thì nó thiết kế rất là sang, mèo đen vân gỗ nhưng mà cực kỳ sang nha. Với tấm lưới phía trước tất cả là nguyên bản 100%, logo Infinity vàng khè. Và con Bow Audio thì nó thiết kế rất là buông bo cạnh như thế này, hậu hậu đều sâu như nhau nha các bác. Và kích thước bass 25 thì các bác kích thước thì nó nhỏ hơn bass 30 một tí. Infinity thì hậu nó sâu hơn khoảng là 2 phân, các bác có thể xem trên màn hình. Điện 120 hết nha các bác, 120 hai phía sau có cả dây nguồn cho các bác nha. Con Infinity này là giá là 8 triệu, còn Bow Audio giá là 7 triệu. Tất cả là hàng đẹp hết nha các bác, vuông thành sắc cạnh. Bác nào yêu thích con shop nào thì liên hệ cho em nha. Đây, đây, okay. Cái bát con Bow Audio thì nó được bảo vệ với một cái lưới sắt không thể nào mà đụng nó được, tất cả nguyên zin hết nha. Còn con Infinity thì có cái lưới chúng ta có thể mở ra được. Đấy, bát của Infinity rất là đẹp, thiết kế rất là sang. Đây, các bác thấy vuông thành sắc cạnh này, vân gỗ nha các bác, rất là đẹp nha. Đây, phía sau của nó thì như thế này. Đây, phía sau có những cầu loa cũng như đường tín hiệu vào, nó có đường út luôn nha các bác, đường lai út này cho ra thiết bị khác này, rất là tiện này. Con này thì 300W nha, 120V. Con này là con Bow Audio. Audio. Đường con này đường tín hiệu vào đây, hoặc là trạm loa nha các bác. Là nhiều chế độ căn chỉnh. Cũng như những con shop khác đều có chế độ như nhau. Đây các bác nào lấy shop nào thì liên hệ cho em. Đây là những con shop bass 25 nha các bác, phục vụ bác phòng 35 bass nó lại hoặc phục vụ nghe nhạc rất là hay. Ghép vào những bộ dàn loa mà thiếu dây bass thì các bác lựa chọn những con súp chuyên nghe nhạc này, tiếng là tuyệt vời rồi. Còn karaoke vừa nghe nhạc vừa karaoke thì các bác chọn những súp này ở phòng 35 bass chung nó lại nha. Rồi em xin chào tất cả các bác nào lấy thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.